là một trong những thương hiệu hàng điện tử tiêu dùng lâu đời nhất Việt Nam. Sanyo đã có hơn 18 năm sản xuất và kinh doanh tại thị trường này, với các sản phẩm chủ lực là tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng v.v. Đến nay, thương hiệu này đã bán được hơn 10 triệu sản phẩm ở Việt Nam. Liên tục từ năm 2001 đến nay, được GfK, hãng nghiên cứu thị trường điện tử công nghệ, bình chọn là thương hiệu bán chạy nhất trong ngành hàng máy giặt, tủ lạnh và lò vi sóng. Vào tháng 11 năm 2014, phát huy lợi thế sẵn có, thương hiệu AWA chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với hai dòng sản phẩm là tủ lạnh và máy giặt. Từ những sản phẩm AWA đầu tiên đến những thế hệ sản phẩm hiện nay, tất cả đều được sản xuất tại nhà máy với quy mô gần 28.000 m², đặt tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai. Thừa hưởng từ những lợi thế hữu hình có sẵn của Sanyo, bao gồm nguồn nhân lực hơn 2.000 lao động, hệ thống phân phối rộng khắp cả nước với khoảng 1.000 điểm bán, 120 trung tâm bảo hành chăm sóc khách hàng, đến những giá trị vô hình như kinh nghiệm kinh doanh, sự am hiểu thị trường của đội ngũ lãnh đạo cùng niềm tin mà người tiêu dùng dành cho thương hiệu Nhật Bản này. Các sản phẩm AWA dù có tuổi đời thương hiệu rất non trẻ, nhưng trong vòng gần 1 năm qua đã gặt hái được nhiều thành công. Đến tháng 10 năm 2015, GfK cho biết AWA Việt Nam đã chính thức dẫn đầu thị trường trong phân khúc máy giặt, chiếm 26,5% tổng thị phần, đứng đầu doanh số trong phân khúc tủ lạnh, chiếm 21,1% doanh số của ngành. Kết quả này được xem là thành tích đáng chú ý, đặc biệt với phân khúc tủ lạnh, máy giặt vốn luôn có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nửa năm trước thì tôi có mua máy giặt AWA, bởi vì giá cả cũng hợp lý. Đến bây giờ thì nó cũng vẫn còn tốt, giặt sạch. Trước khi quyết định mua máy giặt AWA thì tôi cũng có tìm hiểu thông tin ở trên mạng cũng như là tại các siêu thị điện máy. Qua tìm hiểu thì tôi biết AWA là thương hiệu kế thừa của Sanyo, một cái tên đã rất là quen thuộc và uy tín tại thị trường Việt Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính FBNC và chủ đề của buổi trò chuyện ngày hôm nay là về thị trường ngành hàng điện gia dụng ở Việt Nam và những sản phẩm nổi bật của tập đoàn AWA Nhật Bản. Chào mừng ông đã trở lại với chương trình. Tôi được biết là sau một năm ra mắt thì AWA tại Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định. Vậy ông có thể chia sẻ với chúng tôi điều gì đã đem lại thành công này? Chắc chắn rồi. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn toàn thể người tiêu dùng Việt Nam đã ủng hộ thương hiệu của chúng tôi. Chỉ mới một năm kể từ khi chúng tôi ra mắt thương hiệu AWA. Tại Nhật Bản, AWA đã rất thành công và tôi muốn đem lại thành công cho AWA tại Việt Nam. Vì đây là một đất nước có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Trong một năm này, chúng tôi đã thử nghiệm rất nhiều thứ nhờ vào đội ngũ nhân viên cần mẫn và được người tiêu dùng Việt Nam ủng hộ. Nhờ đó, chúng tôi đã đạt được vị trí dẫn đầu với thương hiệu AWA, và tôi rất tự hào về điều đó. Tôi được biết trong tháng này thương hiệu AWA sắp chạm mốc 20% thị phần, và chỉ riêng điều này thôi cũng khiến chúng tôi hạnh phúc rồi. Và tôi nghĩ lý do chúng tôi được người tiêu dùng đón nhận rộng rãi là bởi vì chúng tôi cung cấp rất nhiều sản phẩm với nhiều tính năng công nghệ thú vị, chất lượng tốt và mức giá phải chăng. The technology-oriented stuff, as well as the quality, and then again, affordable price. Thành công mà ông vừa nói rất ấn tượng. Ông cũng đã nói về công nghệ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm. Vậy sự đầu tư của ông cho mảng nghiên cứu và phát triển thì lớn đến mức nào? Tôi đã đầu tư hơn 85 triệu đô la để xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Tokyo. Chúng tôi có gần 10 trung tâm nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu. Tại đó, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư người Nhật. Và tại châu Á, chúng tôi có các trung tâm đào tạo. Ví dụ tại Việt Nam, chúng tôi có khoảng 120 đến 130 kỹ sư người Việt mà chúng tôi liên tục đào tạo. Chúng tôi cử người sang Nhật Bản và mời các kỹ sư Nhật đến các trung tâm này giúp chúng tôi liên tục cải tiến công nghệ. In the R&D center, so making us the continuous improvement and efforts to bring a technology to our DNA. So back to how you are doing business in Vietnam. Quay trở lại với việc kinh doanh của ông tại Việt Nam, bên cạnh các sản phẩm chất lượng tốt với công nghệ cao và mức giá phải chăng, ông đã thực thi những chính sách nào để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng? Into your business to help you meet the demand of the consumers. Well, I would say the most important criteria. Chất lượng, công nghệ và mức giá hợp lý đều là những yếu tố quan trọng. Nhưng điểm căn bản tôi muốn thực thi đó chính là slogan mà chúng tôi hướng đến.
Công nghệ Nhật do người Việt cho người Việt. Đây là slogan chúng tôi xây dựng cho thương hiệu Aqua. Sau cùng, điều tôi mong muốn là đất nước sẽ thịnh vượng. Tôi muốn người Việt Nam được học hỏi. Tại Aqua, công nghệ mà chúng tôi sẽ có giúp đất nước phát triển và tạo ra lực lượng lao động được đào tạo tốt hơn. Với cương vị là CEO của Aqua, tôi luôn đặt Việt Nam ở vị trí quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của mình. Vậy còn kênh phân phối thì ông có đầu tư nhiều hay không? Vâng, như tôi đã nói trước đây, chúng tôi đã có mặt ở đất nước này trong 20 năm với thương hiệu Sanyo và có hơn 2.000 đại lý trên toàn quốc. Riêng điều đó đã giúp chúng tôi có quan hệ và liên kết bền chặt với họ. Họ hiểu cách làm việc của Sanyo. Hiện tại, các nhà phân phối rất ủng hộ sản phẩm Aqua vì tôi muốn phát triển lớn hơn Sanyo. Mục tiêu này được củng cố nhờ vào đối tác tại Việt Nam. Thêm vào đó, hơn 200 trung tâm bảo hành trên toàn quốc. Tôi tin điều này rất có lợi cho người tiêu dùng. Ông nói rằng ông muốn đất nước chúng tôi được thịnh vượng. Mục tiêu này quả là rất tốt đẹp. Như vậy thì trong dài hạn, cam kết của ông là gì? Ví dụ như tạo việc làm hay các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chẳng hạn. Job market, job creation or CSR activities. Có nhiều điều tôi muốn làm với tư cách cá nhân và với tư cách là nhà lãnh đạo của công ty. Tất nhiên, tạo ra nhiều cơ hội việc làm là một trong số đó. Đến nay, chúng tôi đã tuyển dụng hơn 2.000 nhân viên người Việt. Và trong ban lãnh đạo có một số người có thâm niên làm việc lâu năm tại công ty. Vì tôi muốn đào tạo và phát triển thế hệ những tài năng Việt Nam. Như tôi đã nói lúc trước, người Việt rất chăm chỉ và thông minh. Cho nên điều tôi muốn làm với cương vị lãnh đạo là đào tạo họ, bởi vì họ sẽ là tương lai của đất nước này. Và tôi muốn tạo ra những nhà lãnh đạo tương lai đó trong nhiệm kỳ của mình. Đó sẽ là một vinh dự. Vâng, một vinh dự. Chúng bao gồm việc làm, sự đào tạo, phát triển, giáo dục và cam kết dài lâu với công việc. Bởi vì sau cùng, chúng tôi hoạt động ở đất nước này và chính là người Việt hỗ trợ chúng tôi. Nên tôi nghĩ chúng tôi phải xây dựng một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên. Tôi chắc chắn người Việt muốn có được những lợi ích từ chúng tôi. Và vì vậy, tôi sẵn lòng nghe họ chia sẻ về điều đó. Một lần nữa, với tôi, đó là mối quan hệ bản chất của công việc. Thưa ông Yoshiaki Ito, cảm ơn ông rất nhiều vì đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi chúc ông sức khỏe và đạt được nhiều thành công tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn ông rất nhiều. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Quý vị vừa cùng với chúng tôi theo dõi cuộc trò chuyện với ông Yoshiaki Ito, là chủ tịch của tập đoàn Aqua khu vực châu Á, cũng như là CEO của tập đoàn Aqua Nhật Bản. Và cũng hy vọng rằng qua chương trình vừa rồi thì quý vị cũng đã giữ lại cho mình những thông tin bổ ích về thị trường ngành hàng gia dụng, ngành hàng điện gia dụng Việt Nam, cũng như những sản phẩm nổi bật của tập đoàn Aqua. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.